Chồng nói nghe nè, vợ chồng mình lấy nhau lâu rồi, vợ có cái này tặng chồng nè. Món gì hay đó? Tên tên. Nụ cười đằng sau nước mắt. Dạ đùa thôi, cái lượt này vợ chị tóc. Đây mới quà thật sự vợ tặng cho chồng này. Chồng mở ra xem đi. Ok, tưởng là tặng cái đó chứ. Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. Chồng, giờ hỏi này nha. Chồng trả lời thiệt nha. Hồi đó giờ chồng yêu bao nhiêu người rồi? Vợ nói trước đi. Dạ, hơn 2 người. Nani? Dạ xin lỗi nha, dạ, chồng đừng có buồn nha. Chồng em bao nhiêu người vậy? Đừng có buồn mà. Chồng đừng đếm. Đếm mãi có hết đâu. Đếm mãi có hết đâu. Ôi thằng nào ấy? Nani? Em ơi tính tiền. Dạ chào anh. Cái của anh áp dụng khuyến mãi thì còn 30.000 thôi. Chị kỳ vậy, tôi là con gái mà. Ông bắt anh có vấn đề hả? Không, tôi nói con trai là con trai. Anh ngang ngược vừa thôi nha, tôi nói tôi là con gái. Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho con trai thôi, chứ không áp dụng cho nữ. Thôi vậy hả? Tôi là con trai. Tôi là con trai. Ai ơi mà. Bà vợ ơi, tháng 3 này chồng đưa mẹ lên đây để đi chơi với vợ chồng mình nhé. Trời ơi, bữa Tết giờ luôn buông mọi chuyện hết trơn á. Em tưởng đâu là ngày 8 tháng 3 được nghỉ ngơi anh. Để mẹ ở nhà sao được, đón mẹ lên để đi du lịch với vợ chồng mình chứ. Cái chừng tôi à. Vợ về quê rồi coi vào sớm với chồng nhé. Chồng đừng có buồn, ở đây nhớ gìn sức khỏe nha, vợ về quê vài ngày vợ lên. Đây em Phúc. Anh mua gì nhiều dữ vậy? À cái này thì anh mua quà biểu Tết cho nhà ngoại này. Còn cái này anh mua cho nhà nội nhé. Cái gì? Anh giỡn vậy em hả? Anh mua cho nhà ngoại cái bịch ni lông rách này. Còn anh mua cho nhà nội cái hộp sang trọng này. Rốt cuộc ý anh là sao? Sao là sao? Hồi xưa lúc anh yêu em anh nói làm sao? Anh nói là khi cưới về thì anh coi cha mẹ em cũng như là cha mẹ của anh. Bây giờ tặng quà Tết thôi mà đã phân biệt vậy rồi hả? Ok, vậy thì anh đổi cho em. Em cầm cái hộp này về cho mẹ em. Còn cái này anh cầm về cho mẹ anh. Ờ, vậy cũng được. Trời đất ơi. Tao thuốc không vậy anh? Còn cái này. Bao lì xì. Tiền. Thẻ. Ủa là sao? Sao cái gì? Mẹ anh bị ốm thì anh mua thuốc cho mẹ anh. Còn mẹ em có bị gì đâu thì anh đưa tiền cho mẹ em thôi. Mà thôi em đổi rồi á, thì có gì nếu mà mẹ hỏi á, anh nói là tại em ấy nha. Tại em. Em làm sao ấy? Em nằm mơ mình bị ngã xuống vực, nhưng may quá túm được cái rễ cây. Bỏ ngay cái tay ra không đứt cái rễ cây bây giờ. Bỏ ngay cái tay ra không đứt cái rễ cây bây giờ. Chị Hugo ơi. Ơi, nói đi. Chị cho em hỏi. Tại sao bây giờ bọn con gái đứa nào cũng lươn lẹo vậy? Bọn tao phải như thế để đối phó với bọn con trai gian xảo như chúng mày. Vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn chứ. Á đủ. Vợ ơi, báo nó viết nè. Hút thuốc nhiều rất dễ gây ung thư. Anh bỏ ngay thuốc lá cho em. Uống rượu nhiều rất dễ gây đột quỵ. Anh bỏ ngay cả rượu nữa đi.
quan hệ nhiều rất có hại cho sức khỏe. Anh xé ngay cái tờ báo vớ vẩn đấy đi cho em. Á đù. Em ơi, anh thấy hay là mình sinh thêm đứa thứ hai đi. Để sau này hai đứa mình tuổi già, có chuyện gì hai đứa nhỏ nó có thể bàn bạc với nhau. Em thấy sao? Em nghĩ là thôi đi. Nếu bây giờ chúng ta có hai đứa con, khi chúng ta bệnh nằm ở trên giường, đứa thứ nhất sẽ nói là rút bình oxy ra đi. Đứa thứ hai chắc chắn sẽ đồng ý. Còn nếu mà mình có ba đứa con thì đứa thứ ba sẽ nói là để đó em rút cho. Còn nếu mà mình có bốn đứa con thì đứa thứ tư sẽ nói là khoan đã, để hỏi rõ mật khẩu thẻ ngân hàng, lúc đó hẳn rút. Anh thấy chưa, rất là đáng sợ. Nhưng nếu chúng ta chỉ có một đứa con, lúc đó nó còn do dự, không quyết định được, chúng ta còn sống thêm được mấy ngày? Chúng ta còn sống thêm được mấy ngày? Anh thấy em nói đúng không? Nhà sạch thì mát, nay dọn nhà xong cái vô tình thấy cái bóp của chồng, lục ra xem coi trời ơi, bóp ổng còn được 35.000 với hai tờ vé số. Có chút tiền như thế này sao đủ tiền mua quà 8 tháng 3 cho vợ cho mẹ đi trời. Thôi bỏ cho ổng ít tiền, để ngày 8 tháng 3 mình còn có quà với mẹ có quà nữa chứ. Đây chị em phụ nữ nhớ nha, thường xuyên kiểm tra bóp chồng không có tiền là phải bỏ tiền vô cho chồng. Ơi, lại hết tiền rồi. Lại hết nữa. Em làm gì mà tiêu xài hoang phí thế? Hoang phí? Không có nha, em chỉ tiêu xài đúng thôi. Chứ tôi đúng chả bao giờ có kiểu đấy đâu. Được thôi, nếu vậy thì anh ở nhà đi, em đi làm, em đưa tiền cho anh gấp đôi luôn, xem anh xử lý như thế nào. Ờ, có vậy đi. Ừ. Nào mời em ăn đi. Đồ ăn ngon nhỉ. Ba, cái này bao nhiêu tiền? Xem được mấy ngày. Ăn. Cái gì đấy? Hóa đơn điện nước. Anh ơi, hay là thôi, thực sự là bây giờ em hết tiền rồi. Anh cho em ship khác gửi hàng, em chịu phí ship cho anh. Ok ok. Cố gắng giúp em, cố gắng giúp em. À, phí ship bao nhiêu anh nhỉ? 20. Hết tiền rồi đúng không? Bao nhiêu tiền thì cũng không đủ chứ gì. Rồi, em xin lỗi vợ. Từ nay anh có bao nhiêu tiền anh đưa hết cho vợ. Ủa, vậy là anh còn quỷ đen rồi đúng không? Còn lại anh đưa hết. Đưa hết. Vợ ơi, anh đi ra ngoài ăn với mấy thằng bạn chút nhá. Em ở nhà cứ ăn cơm trước đi. Ừ, anh đi đi. Anh đi với mấy thằng đồng nghiệp thôi. Anh biết rồi. Ờ, vợ em chuẩn bị đi đâu đấy? À, hồi nãy bạn em rủ em đi ăn, nhưng em từ chối để về ăn với anh. Nhưng mà giờ anh đi rồi á, thì em cũng đi luôn. Này vợ, lát đi ăn có anh nào không đấy? Có chứ, nhiều lắm. Mẹ vợ ơi, hay là thôi mình ở nhà ăn cơm đi. Thôi anh có hẹn rồi, anh cho anh với bạn đi. Vậy thôi để anh đi ăn với em. Thôi anh đi với đồng nghiệp đi. Đồng nghiệp gì, không có ai bọn nó vẫn vui. Để thôi. Thôi thì. Vợ ơi, anh về rồi đây. Hả? À, chồng mới về à? Vợ. Ai đây? Bố mẹ chồng mới quay lên. Em sắp đi đâu rồi? Hả?
Nhanh cái tay lên. What? Hôm nay cũng đòi làm giúp việc. Em chỉ có suggest cho vợ anh thôi nhá. Chẳng qua là bao nhiêu năm nay vợ anh bếp núc nhà cửa vất vả, anh cứ thuê em để hầu hạ cô ấy thôi, chứ không á, còn lâu nhá. Con gái mới về hả? Dạ con về rồi. Ủa mà ba, con cứ thắc mắc mãi trên đường đi là tại sao con có chú ba, chú tư, chú út mà con không có chú hai. Không lẽ chú hai của con mất rồi sao? Con nói gì nói lại coi. Con nói là có phải chú hai của con mất rồi đúng không? Ba là chú hai của con nè. Hả? Chú hai? Cảm ơn chú hai đã nuôi dưỡng con bao nhiêu năm nay. Chú hai, chú có thể nói cho con biết là ba của con mất như thế nào không chú? Ba của con mất như thế nào không chú? Ra ngoài, ra ngoài, mau lên. Đi đi. Nhỏ này khờ thiệt, chắc giờ nó hiểu rồi đó. Chú hai, con mau quên cái nón. Khéo đi mà. Đố em có thể lấy cái mâm làm bể quả trứng này. Người cũng có thể đập bể được chứ ở đó mà quả trứng. Ừ ngon. Nếu như em có thể đập bể được, anh sẽ cho em 500 ngàn. Được. Còn nếu em làm không được thì sao? Nếu như em không đập bể được quả trứng này, em sẽ cho anh 1 triệu. Được, em nói đó nha. Ê, nhưng mà khoan đã. Trước khi chơi em muốn kiểm tra coi quả trứng này có vấn đề gì không đâu. Ờ thì em cứ kiểm tra đi. Không lẽ anh lấy trứng giả để lừa em sao? Ok, không có vấn đề gì hết. Ok, vậy bắt đầu nha. Bắt đầu. Em không được di chuyển quả trứng nữa nha. Rồi, đập đi. Được. Em chơi vậy là chơi ăn gian rồi. Chơi ăn gian cái gì mà ăn gian. Em không hề di chuyển quả trứng nha. Em chỉ đụng vô cái mặt này thôi. Đưa tiền đây. Ủa, tại sao hồi xưa anh tài giỏi đẹp trai vậy mà anh lại thích em vậy? Em ngốc vậy mà. Nhưng mà em ngốc rất là đáng yêu. Em còn mập nữa chứ. Nhưng mà em mập rất là phúc hậu. Đến chết anh cũng không nói cho em biết. Lúc trước thầy bói nói với anh, nếu anh không sống với em sẽ không qua khỏi năm 30 tuổi. Đến chết em cũng không nói cho anh biết. Ông thầy bói lúc đó chính là bác hai của em. Anh ơi, nắp này cứng quá em mở không có ra. Thật ra là do anh cố tình dặn chặt cái nắp lại, khiến em phải cầu xin anh đó. Em biết là từ khi chúng ta mới bắt đầu quen nhau, anh đã cố tình vặn chặt hết tất cả các nắp chai, khiến em phải cầu xin anh. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã kết hôn rồi. Em luôn cho anh cơ hội. Anh ơi. Hả? Ôi giời ơi. Làm nào bây giờ? Cưới nhau. Đã cưới. Hiểu chưa? Chủ quán ơi, tính tiền. Dạ, của mình hết 1 triệu ạ. Sao mắc thế? Có giảm giá không anh? Chị để lại số điện thoại thì sẽ được giảm 20%. 20% lận đó bố. Để con gái có cái giá trị của mình 20% là cái gì mà rồi xin số điện thoại. Nếu mà người đẹp đây đồng ý kết bạn á thì sẽ được giảm 50%. Bố, 50%. Hai con thì có nghe nó lừa tình đấy. 50% là gì? Thôi đi về đi. Đây, tôi kết bạn cho. Ai kìa trời con. Nếu mà chị đây đồng ý làm người yêu của em á thì từ giờ về sau có thể đến với anh miễn phí. Cậu nói gì? Cháu đùa thôi, chú căng đấy. Tôi nói là cậu nói gì? Nói lại cho tôi nghe, nhanh lên. Dạ, cháu bảo chị mà đồng ý làm người yêu cháu thì từ giờ ăn miễn phí. Ok. Trời.
thì đem đi liền. Hỏi biết thiếp rồi. Con gái à, hôm nay phải sinh nhật của con không? Ừ, đúng rồi đó. Tèn 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 tèn, bước quà cho con đây. Wow, sao này bố tốt bụng thế? Thì con cứ mở cho xem đi, cơm món cơm mà con thích đấy. Bố, đúng rồi kìa. Thì mở ra xem đi. Ê, khoan từ từ, mở đi con mở. Hổ hào phóng thì con phải. Ê, chị nhỏ bố ơi. Trời, con gái này tốt thế. Cảm ơn con nhé. Ê, đập hộp, đập hộp. Ê, yeah. Tiền nóng giòn đấy, ăn cho mau lớn thì làm kiếm tiền với iPhone nhé.